Rồi, xin mến chào của cô chú anh chị và các bạn đang xa đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bãi kiển của anh Tâm ha, để chị ở Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre. Trên Tâm lên giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống mai ghép giống cúc thợ hương ha. Hàng ghép già mùa cho cô chú anh chị mình lấy về mình lấy bo cũng được cô chú anh chị, hoặc là mình dưỡng lại mình chơi Tết năm 2025 cô chú anh chị ha. Cây thì nói chung cây nào cũng có đế ha. Đó. Cây tàn đều đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi mất giá không nghỉ ha, không cô chú anh chị vào xem được cây nào ủng hộ cho anh Tâm nha. Rồi không là mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn anh Tâm, đến Tâm chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi em chào anh Tâm ơi. Dạ em cũng chào anh chị em kênh mới về chúng ta. Hôm nay em cũng có số giống mai cúc thợ hương á. Rồi. Rồi hôm nay mình lên nha, giao lưu bao nhiêu mã số đây ha? Dạ mã số này nói tới bếp trước rồi, mã số 11B luôn nha. Rồi, cây cúc thợ hương luôn ha. Dạ. Cái này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị, bo già nha cô chú anh chị, giờ lấy bo liền cũng ok. Rồi, thông số luôn em. Số được 19. Rồi. Cao được 125. Tán ngang mới 81. Rồi cái này giao lưu cũng 1 triệu 2 nha. Rồi 1 triệu 2 bao ship ha. Rồi. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 12 ha. Dạ, mã số 12B này cũng là một cây hút cốt họ hơn luôn nha. Rồi. Cái này cái tàn khá luôn coi chứ anh chị ha. Đấy có luôn. Rồi, thông số luôn ha. Được 2 quanh, được 20. Rồi. Chiều cao được 108. Tán ngang được 91. Rồi. Cây mã số 12B này em cũng giao lưu là 1 triệu 2 luôn nha. Rồi mình đợi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 13B là cũng cây một cây cúc thọ hơn luôn nha. Rồi. Bo dạ cô chú anh chị ha, mấy chậu bo ghép nó bằng tay tỏ lên cô chú, tay tỏ tốt ha. Đế ghế đẹp. Rồi. Thông số luôn nha. Thông số. Hoành được 19. Rồi. Cao 107. Tán ngang 80. Rồi. Rồi cây 3B này em cũng là 1 triệu 2 luôn nha. 13B. 13B. Rồi, đợi cây. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 14B. Rồi. Rồi cũng một cây cúc thọ hơn luôn nha. Rồi, cái này cái tàn cũng khá luôn cô chú anh chị. Đấy, ấy được cũng đều hết rồi. Rồi. Có đế luôn ha. Rồi thông số luôn nha. Lên nữa nè. Rồi được 17. Cao 112. Rồi. Tán ngang 71. Rồi cây 14B hả? 14B này cũng là 1 triệu 2 luôn nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 15B. 15B cũng là một cây cúc thọ hơn luôn nha. Rồi. Cây này có đế luôn cô chú anh chị ha. Thông số luôn nha. Mình được 20. Rồi. Cao 105. Tán ngang nó 73. Rồi. Rồi cây 15B này em giao lưu là 1 triệu mốt nha. Rồi 1 triệu mốt ha. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 16B. Rồi. Và cũng một cây cúc thọ hơn luôn nha. Rồi cây này cái tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Nó chọc bò nè. Cái này có đế luôn cô chú anh chị ha. Mình được 20. Rồi. Chiều cao nó 88. Tán ngang nó 67. Rồi cây 16B này em bán giá 1 triệu nha. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 17B. Cái này có đế nha cô chú anh chị ha. Thông số. Thông số. Mình được 21. Rồi. Bo già cô chú anh chị. Chiều cao được 88. Rồi. Tán ngang nó 63. Rồi. Cây 17B này em cũng bán giá 1 triệu luôn nha.
Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 18B luôn nha. Rồi, cũng là một cây cúc họ Hương luôn nha. Cái lô này ghép già mùa lắm nha, coi cho anh chị. Điều tàn. Tàn. Rồi, thông số ha. Một cành được 21. Rồi. Chiều cao được 92. Tán ngang nó 93. Thời giá này anh vô lô là 1,2 triệu nha. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Nhiều. À. Rồi, tiếp theo cây mã số 18B. Rồi. 19B. À, 19. Rồi, mã 19B ha. 19B. Cũng là một cây cúc họ Hương luôn nha. Cây này cái tàn kẹo và kính tàn ấm tàn cực kỳ nha cô chú anh chị. Rồi. Đồ già ha cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn. Rồi. Mình được 20. Rồi. Chiều cao được 92. Rồi. Tán ngang nó 70. Rồi cây 19B này em giao lưu là 1,2 triệu nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 20B. 20B cũng là cây cúc họ Hương luôn nha. Rồi cái này cái tàn thì ấm á cô chú anh chị ha. Này đế gì à. Cũng có nha cô chú anh chị ha. Rẻ nó bỏ ra nè. Đây. Rồi thông số luôn ha. Mình được 21. Rồi. Chiều cao nó 98. Rồi. Tán ngang nó 84. Rồi cây này mã 20B 1,1 triệu nha. Và cây rồi. Này cũng cây cuối clip của em luôn nha. Rồi. Em mình chào hết luôn ha ha. Dạ em cũng chào anh chị em. Rồi thì hôm nay mặc cho kênh cũng nhanh tâm. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem thấy cái này giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của anh Tâm nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. À.